À vâng, chào mừng quý anh chị nha, tôi đã quay trở lại với kênh ITP Club Channel. Và rất vui được gặp lại mọi người trong video ngắn chia sẻ về thị trường sau phiên giao dịch của Nghĩa. Thì hôm nay chúng ta đang gặp nhau sau khi kết thúc phiên giao dịch thứ năm ngày 12 tháng 10. Và chúng ta sẽ còn một phiên giao dịch ngày mai nữa là khép lại một tuần tiếp theo của tháng 10 anh chị. Thì đây mà anh chị đang thấy cái thumbnail Nghĩa đang để anh chị, đó là thị trường đen tối. Thứ sáu ngày 13 thì có vẻ như cái thumbnail đang có một điều gì đó không được tốt với thị trường. Thì chúng ta sẽ đi vào nội dung của video này để thấy liệu thật sự là thị trường có như cái cảm giác mà chúng ta đang thấy qua cái thumbnail của Nghĩa đang để ở đây không. Rồi đầu tiên thì chúng ta thấy là phiên giao dịch ngày hôm nay thị trường tăng điểm. Thị trường tăng điểm vẫn là một cái phiên tăng, và đây đã là phiên tăng điểm thứ năm liên tiếp của thị trường, một hai ba bốn năm, đúng không? Đây là phiên tăng điểm thứ năm liên tiếp. Tuy nhiên chúng ta thấy một điều khác, đó là phiên ngày hôm nay thị trường đóng cửa là một cây nến màu đỏ, cũng là phiên tăng điểm nhưng là một cây nến màu đỏ, không còn là cây nến màu xanh như bốn phiên trước. Cái việc mà nến xanh và nến đỏ nó không thể hiện được cái sức mạnh của thị trường vậy. Ví dụ như một cái nến màu xanh chắc chắn nó sẽ tốt hơn một cái nến màu đỏ, dù đó là cái phiên tăng điểm, luôn luôn là như vậy, hay là một cái phiên giảm điểm thì nó sẽ luôn luôn là vậy. Một cái nến màu xanh luôn luôn tốt hơn một cái nến màu đỏ. Thì em thấy là kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay chị, thì đa số các cổ phiếu đều tăng, 240 mã tăng, tính riêng trên sàn HOSE, Upcom có 150 mã tăng, nhưng có hai chỉ số thể hiện cái sự trái chiều, tăng lệch về nhóm giảm, và Vinbombers giảm 14 mã, sàn Hà Nội có 89 mã giảm. Tức là phiên giao dịch ngày hôm nay mặt bằng chung thị trường khi kết phiên thì một lần nữa anh chị thấy cái điều ngày hôm qua thì có nói sự phân hóa của thị trường, sự phân hóa của cổ phiếu. Và như vậy là các cái nhóm ngành ngày hôm nay, ví dụ như nhóm ngành chứng khoán nhịp vừa rồi phục hồi quá tốt thì hôm nay cũng đã chỉnh lại, đúng không ạ? Rồi chúng ta thấy là bất động sản thì ngày hôm nay đã chính là nhóm ngành được chọn lựa để phục hồi sau những cái đợt giảm điểm sau, hết chỉnh lại. Đầu tư công hôm qua phục hồi tốt, hôm nay chỉnh lại. Dầu khí hôm qua tăng điểm tốt, hôm nay chỉnh lại. Đó, tức là dòng tiền đảo, việc dòng tiền lại mông men tìm tới những cổ phiếu những nhóm ngành mà chưa được phục hồi cho cái sự phục hồi, và tới cái nhóm ngành mà đang có sức yếu nhất thị trường, đó là những ngành bất động sản, thì hôm nay nó đã phục hồi. Thì chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi, đó là khi mà các nhóm ngành đều đã cho phép được phục hồi thì thị trường còn đủ sức tiếp tục hay không? Thì chúng ta quay lại thị trường một tí, thì phiên ngày hôm qua thị trường đóng cửa một cái nến búa, một cái nến khá là đẹp. Và trong ngày hôm qua thì Nghĩa cũng có chia sẻ với chị là thị trường chúng ta có một cái cơ hội tăng điểm lớn, thậm chí là 17 điểm về cái vùng 1.167, 1.167 anh chị. Đó. Và cái mốc mà quan trọng trong ngày mai thì thường cần phải đạt được, đó là đóng cửa trên 1.155. Nhưng mà phía thấy phiên ngày mai thị trường cũng không đạt được cái điều đó, thì không đạt được cái điều đó vậy. Tức là cái việc mà cơ hội tăng mạnh có, cơ hội vượt 1.155 có, nhưng thị trường không chọn, thì cho thấy là cái nội tại của thị trường nó vẫn còn yếu như vậy, nó chưa đủ sức khỏe để có thể chinh chiến một cái quãng đường dài. Thị trường nó cắt đánh của thị trường á, là phiên sáng chị thấy thị trường là hoạt động cũng nhảy gáp, nhưng mà thị trường lại có được cái sự lình xình giằng co nhất định giữa bên bán và bên mua. Thậm chí trong buổi sáng thị trường có những thời điểm giảm về vùng 1.151. Nếu như mà theo cái dòng chảy và ý chí tạo lập, thị trường muốn đánh để nhà tư FOMO thì nhảy gáp xong đánh ào lên luôn chị, cổ phiếu tăng 3 4 5 6% tăng đều thị trường dàn trải luôn, thì cái đó dòng tiền sẽ nhảy vào FOMO. Nhưng tạo lập lại không chọn phương án đá đánh như vậy, mà lại để nhà tư bán mua bán mua bán mua đan xen, và cái điều đó nó sẽ hãm lại cái sự FOMO của nhà đầu tư và đưa thị trường về một cái nội tại không thật sự là quá ấn tượng như những gì chúng ta đã đánh giá với nhau. Thì cái cuộc chơi bây giờ anh chị thấy là khi mà thị trường đang
mình đánh giá sau phiên ngày hôm nay nó là yếu anh chị. Ít nhất thị trường phải vượt được 1155, nhưng mà đánh như thế này thì là yếu. Thì ngày mai chúng ta sẽ cần có một phiên phải chú ý hơn, một phiên phải thận trọng hơn. À, vì sao? Trước tiên là chúng ta thấy dòng tiền chạy thì nước ngoài tiếp tục là một phiên bán. Nước ngoài đang bán tới 657 tỷ và anh chị bán từ đầu phiên cho đến hết phiên. Nước ngoài xả ở thế giới di động hơn 237 tỷ. Và anh chị thấy một điều á, cái giai đoạn này phiên bán thì nước ngoài bán rất mạnh. Bán vài trăm tỷ. Nhưng mua thì mua rất là nhỏ giọt, mua chỉ có hơn 100 tỷ. Mua anh chị thấy là mua hơn 100 tỷ, vài chục tỷ. Nhưng bán là bán tới vài trăm tỷ. Tức là cái dòng tiền gọi là để nhập cuộc đẩy thị trường đi lên của tổ chức chúng ta vẫn chưa thấy gì. Chủ yếu là giai đoạn này cá nhân đang đánh với nhau, dòng tiền nhập cuộc của tổ chức vẫn chưa có. Thì đánh giá qua thị trường tí về mặt kỹ thuật thì chúng ta thấy hồi nãy Nghĩa vừa nói với chị một cái nến màu đỏ. Và vì sao cái mốc 1155 ngày hôm nay nó quan trọng? Thì anh chị nhớ nếu như mà thị trường muốn thoát khỏi hay cấu trúc giảm, đúng không? Cấu trúc giảm thì chúng ta có gì? Cấu trúc giảm của chúng ta là chúng ta có đỉnh sâu thấp hơn đỉnh trước, đáy sâu thấp hơn đáy trước. Thì bây giờ chúng ta nếu như anh chị nhìn á, có những anh chị sẽ kể như thế này cũng được, nhưng có những anh chị mọi người không đánh giá cái phiên này mà anh chị kể như thế này cũng được, không có đề gì cả. Thì bây giờ chúng ta thấy cái đỉnh của thị trường cái đoạn này anh chị, đó là 1155.25. Ít nhất thị trường mà đóng cửa được trên cái phiên ngày hôm nay thì thị trường sẽ phá vỡ cái cấu trúc giảm này và thị trường thoát khỏi downtrend ngắn hạn. Nhưng thị trường vẫn chưa làm được ở trong cái phiên ngày hôm nay, mà phiên ngày hôm nay là một cái phiên có cơ hội để thị trường làm được việc đó thì thị trường lại không làm được. Thì mình đánh giá là sau phiên ngày hôm nay là dường như không còn cơ hội lớn nữa chị, thị trường yếu. Và một điều nữa là chúng ta thấy là cái chỉ số hưng phấn ngày hôm qua thì có nói với anh chị ta đã bắt đầu tới cái vùng hưng phấn, thì rõ ràng thị trường không đủ sức vì dòng tiền nội tại mà hưng phấn nhà đầu tư trên thị trường là đảo chiều quay trở lại, tức là nhà đầu tư hãy thận trọng, thị trường chúng ta có những cái trạng thái đảo chiều trở lại khá là rủi ro. Về khung đồ thị ngắn hạn hơn, đó là khung đồ thị H1 cái gì. Thì bây giờ H1 của chúng ta nếu như nhìn vào ấy, thì vẫn chưa có gì gọi là nguy hiểm cả. H1 mà chưa có gì nguy hiểm và xác suất tăng vẫn là có gì. Xác suất tăng vẫn là có. Và thị trường chúng ta có thể tăng điểm, có cơ hội tăng trong buổi sáng ngày hôm nay. Ngày mai vậy, trong buổi sáng ngày mai. Nếu thị trường tăng tốt trong buổi sáng ngày mai thì thị trường có thể lên được 1100. Bây giờ thì chắc là đâu đó còn 160, 165. Mà đánh giá đó là cao trong ngày mai thì còn để gọi lên tới cái ngưỡng 1167 thì có đâu đó quanh 1160 đã là một cái thành công. Thì thường sẽ có cơ hội tăng trong buổi sáng. Nếu như buổi sáng mà thị trường không tăng thì đến buổi chiều gì chúng ta sẽ thành công. Vì một cái khu giảm điểm có thể giảm điểm rất là sâu của thị trường. Bây giờ thị trường có một cái hỗ trợ ở bên dưới đó là 1135. Tuy nhiên thì cái hỗ trợ này mà nếu như thị trường chúng ta ngày mai mà bán vậy mà giảm á, chán cái ngưỡng hỗ trợ này thì đánh giá có thể nó sẽ thủng, không trụ được. Bây giờ anh chị thấy á, trong diễn biến của phiên giao dịch ngày hôm nay thì ở phiên chiều là bắt đầu những nhà tư người ta thấy là có một số anh chị tư đã bắt đầu phải thốt lên. Ghê quá, thị trường ghê quá, thị trường lại đánh úp rồi thị trường lại đạp rồi, vân vân. Tức là cái tâm, mặc dù nhà tư có được một sự hy vọng nhưng mà cái sự sợ hãi nó vẫn còn ở đó, tại vì nó chưa trôi qua. Nên chỉ cần có một cái động thái của thị trường mà cảm giác xấu đe dọa thì chắc chắn sẽ có những cái lượng hàng bán tháo diễn ra. Lượng hàng bán ở đâu, như những gì nói là nhà tư nắm giữ ở trên này bây giờ người ta đã cạn rồi, người ta không còn bán nữa, thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái lượng hàng lớn ở đoạn này gì, một cái lượng hàng lớn ở đoạn này. Những nhà tư mà người ta đang bắt cổ phiếu ở thời điểm này, bây giờ nếu như thấy thị trường có biến
giảm, chắc chắn là sẵn sàng là người ta bán hết, người ta cắt lỗ. Tại vì cái bài học ở đây này, bây giờ người ta sợ gì được, thì người ta sẽ phải bán, người ta thu tiền về để người ta bảo toàn, dù cho lỗ đi chăng nữa, lãi bao nhiêu cũng bán, lỗ bao nhiêu cũng bán, người ta sẽ bán hết. Cái việc đó sẽ đẩy do chỉ số trượt giá rất là nhanh. Chai Nga từ 1151 mà ví dụ như giảm về 1135, 15 điểm mà người đánh giá nó thủng rất là dễ chị, một cú trượt giá rất là dễ. Đó. Cho nên mọi người chú ý cái ngày mai, đặc biệt hơn là không đồ thị 4 giờ anh chị, nghĩa nói với mọi người là thị trường chúng ta có khách sạn đúng không? Nghĩa nói với chị là thị trường có khách sạn hút giá xuống trong buổi chiều thứ 6. À, phiên ngày hôm qua, phiên thứ 4 thì nghĩa nói với anh chị là thị trường sẽ an toàn với anh chị ngày thứ 5 và sáng thứ 6. Nhưng chiều thứ 6 thì mọi người hãy thận trọng cho nghĩa, tại vì chiều thứ 6 có thể thị trường sẽ đảo chiều. Và rõ nét hơn đó là đầu tuần sau. À, thị trường ngày hôm nay không chọn cái cửa đánh lên là thị trường đã bỏ lỡ một cái cơ hội để có thể đánh thẳng tay rồi. Bây giờ mà để đánh giá thị trường lên tới 1167, 1180 là dường như cái cơ hội đó rất là thấp gì. Có, nhưng mà thấp. Thì bây giờ anh chị cảm giác đó là nhà đầu tư cứ lên người ta sẽ sẵn sàng, người ta sẽ bán xuống. Bây giờ dù cho cổ phiếu có lên thì đừng có lên, chắc chắn những lượng nhà đầu tư còn kẹp hàng ở trên này, người ta sẽ sẵn sàng người ta bán xuống vậy đó. Cho nên thì chúng ta không thể đi xa được, dù do ngày mai chúng ta thấy thị trường có lên thì chị cũng phải hình dung đó là hoàn toàn sẽ có những áp lực chốt ngược, chốt xuống. Em mọi người thận trọng. Ok, đó là cái vấn đề mà người đánh giá nha. À, thì bây giờ cái nhiều thứ nhà đầu tư sẽ nói là thị trường về tạo đáy 2. Thì đáy 2 của thị trường thì chúng ta chưa biết chính xác là nó sẽ tạo ở đâu gì. Có thể là 1135, có thể 1130, cũng có thể là về vùng 1110. Hoàn toàn có những khả năng đó, chúng ta không biết chính xác là con số thị trường sẽ về đâu cả. Không biết chính xác là về đâu gì. Nếu thị trường tích cực thì sẽ chọn 1135, nếu thị trường yếu sẽ về tầng 1100, thậm chí là phá đáy đạp thủng luôn về tới cái vùng 1080, 1090. Nhưng mà những gì chúng ta đã view với nhau những cái thời gian vừa qua, con số chúng ta vẫn nhắc đi nhắc lại, thì đều hoàn toàn có khả năng làm việc đó gì. Cho nên phiên sáng ngày mai sẽ là một cái cơ hội cuối để thị trường chúng ta bình ổn. Nếu thị trường mà trong sáng ngày mai tăng lên được anh chị, tăng mạnh lên được có 1100 phiên ngày mai luôn, năm sáng ngày mai rồi phiên ngày mai mà thị trường tăng lên được 1160, 1167 luôn, thì thị trường sẽ giảm thiểu những cái rủi ro đạp sâu hơn, và khi đó cái vùng mà người đánh giá cái vùng 1135 sẽ trở thành một cái hỗ trợ tốt cho thị trường để thị trường có thể tạo đáy hai. Nhưng nếu trong sáng ngày mai thị trường không tăng được thì anh chị hãy sẵn sàng là một cái cú giảm điểm của thị trường chiều ngày mai, cũng như là sau sớm và chiều ngày mai, chậm là qua đầu tuần sau, nó sẽ có những cái phiên giảm điểm rất là mạnh, có thể cổ phiếu nằm sàn hàng loạt. Chị thấy điều đó ha. Nhưng mà cái việc đó sẽ là cơ hội cho mọi người xác nhận là thị trường chuẩn bị tạo đáy xong xuôi. Cho nên phiên ngày hôm nay nghĩa dường như nghĩa nói là khách hàng gì nhà tư hãy bán cổ phiếu nó gì còn nắm giữ. Cổ phiếu lên là anh chị phải hạ thị trọng, lên là anh chị phải hạ thị trọng, hạn chế tuyệt đối câu chuyện mua mới, không mua mới cổ phiếu, hạn chế tuyệt đối. Như vậy anh chị đầu tư nào mà người cầm nhiều tiền quá thì anh chị phun tiền gì chỉ vào 20% nếu chị muốn, 30% nếu chị muốn, còn lại không được đánh quá nhiều. Sẵn sàng chờ cái đấy hai của thị trường nó diễn ra, nó sẽ đánh mạnh ở đoạn đó vậy. Ok, thị trường sẽ là như vậy. Và cái nhịp này mà nếu như thị trường tạo đáy hai thì anh chị cứ canh cho nghĩa hai nhóm ngành chính để chị bắt ở đoạn này. Trước tiên đó là chứng khoán, thứ hai là đầu tư công, chị bắt thẳng vào hai nhóm ngành đó. Sau khi hai nhóm ngành đó đảo xong thì có thể sẽ men sang các nhóm ngành khác, ví dụ như là quay trở lại dầu khí, thép, bất động sản, rồi cũng có bất động sản khu công nghiệp cũng rất là khỏe. Thì những nhóm ngành đó chúng ta sẽ từ từ đảo dần, dòng tiền sẽ đi từ từ chứ không phải ào ào mà nhảy vào thị trường không chị, luôn luôn có sự vận động. Cho nên mọi người bình tĩnh chờ đợi phiên ngày mai, và phiên ngày mai thì anh chị lại hạn chế tuyệt đối câu chuyện mua mới,
Nếu như sáng ngày mai mà thấy thị trường có tăng điểm mạnh thì cũng không được mua mới chị. Mà một lần nữa vẫn là khuyên là những anh chị còn nắm giữ cổ phiếu, một người canh hà tỷ đồng, anh chị cầm tiền thì ngồi im, chờ đợi những cái nhịp đạp, những cái nhịp rung rũ của thị trường. Thị trường về có một phần hưng phấn rồi thì thị trường nó hoàn toàn có thể tiếp tục tăng để tạo cái sự hưng phấn lên nữa, vẫn có. Ngày mai cái xác suất tăng điểm thị trường vẫn còn, nhưng mà cái nội tại thị trường, cái cách đánh của phiên ngày hôm nay là người đã đánh giá không cao cho một cái sức khỏe của thị trường. Nó gì, thị trường chúng ta đang yếu, vẫn còn yếu mắt nha. Ok rồi, thì video cơ bản sẽ là như vậy, đánh giá để anh chị chúng ta có một cái khách quan. Và nghĩa nó vui cái ngày mai đó là phiên thứ sáu, mà thứ sáu là ngày 13 đúng không, thường nó là những cái khoảng thời gian không được tốt, thứ sáu ngày 13 là không được tốt. Cái này nếu như ngày mai mà thị trường có giảm điểm thì cũng đừng đổ thừa cho cái việc là đổ lỗi cho việc là thứ sáu ngày 13 nha anh chị. Bản chất thị trường đang vận động theo nội tại, cung cầu giao dịch, dòng tiền không vào, dòng tiền không đủ sự quyết liệt thì thị trường không đủ sức để đi lên. Rồi thì anh chị nhà tư mọi người xem tới cuối video, nếu như thấy cái nội dung này hay anh chị nhớ để lại một like, anh chị nhà tư một quả tim ở bên dưới phần comment. Anh chị muốn Nghĩa được hỗ trợ, anh chị đang nắm giữ tỷ trọng nhiều, đang còn tiền chưa biết giải ngân, thì anh chị cứ chủ động liên hệ mở tài khoản tại VPS với ID là 3298, hoặc anh chị đã có tài khoản tại VPS anh chị có thể chuyển về ID của Nghĩa, Nghĩa đồng hành hỗ trợ anh chị nhân viên của mình. Rồi, chúc mọi người ngày mai có một phiên giao dịch hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.